Hi everyone, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Tiếng Anh Bồi của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng theo chủ đề đường quốc lộ. Từ đầu tiên, các bạn đọc cho mình là Interstate, Interstate, Interstate Highway, Interstate Highway, Interstate Highway. Từ này có nghĩa là quốc lộ nối liền các bang, ví dụ ở nước Mỹ hay là những cái nước nào mà có liên bang đấy, thì cái đường nối liền các liên bang đó, các bang đó thì gọi là Interstate Highway, Interstate Highway. Các bạn nhớ là highway xuống rộng, Interstate Highway. Đường ra khỏi quốc lộ thì các bạn đọc là exit, exit ramp, exit ramp, exit ramp. Các bạn nhớ là có âm P cuối. Exit ramp. Cầu chui thì các bạn đọc là overpass. 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 Giao lộ có dạng vòng xoay thì các bạn nói là clover leaf. Clover leaf. Clover leaf. Có âm phờ cuối các bạn nhé. Clover leaf, clover leaf. Cũng như những lần trước, mình lưu ý một lần nữa là cái chữ này đọc là khờ, không phải là cờ, nó không phải là clover leaf, nó là khờ, clover leaf, clover leaf. Làn đường bên trái thì các bạn đọc là left, left lane. Left lane, left lane, left lane. Phân tích cái từ này ra thì nó là laner, nhưng mà khi đọc nhanh thì nó nghe như thế này: lane, lane, left lane, left lane. Làn đường giữa thì đọc là center lane, center lane, center lane, center lane. Làn đường bên phải thì thay chữ trái bằng chữ phải thôi, đó là right lane, right lane, right lane. Cách thứ hai, các bạn không cần âm t cũng được, các bạn ngắt giọng nó một chút và bỏ âm t ra, các bạn đọc là right lane, right lane. Mà cái cách đầu tiên, cách có âm t thì nó chuẩn hơn, right lane, right lane. Người đi nhờ xe thì các bạn đọc là hitch, hitch. Các bạn có âm chờ, hitch, hitchhiker, 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 hitchhiker. Cách thứ hai các bạn đọc là hitchhiker, hitchhiker. Biển báo hạn chế tốc độ thì các bạn đọc là speed limit sign. Speed limit sign, speed limit sign. Từ đầu tiên, từ tốc độ thì các bạn đọc nó kéo dài chữ y ra, speed, 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 speed limit sign, speed limit sign. Xe thì các bạn đọc là trailer, các bạn nhớ là âm tr, trailer, trailer. Không phải là trailer mà nó là trailer, trailer. Khu vực dịch vụ thì các bạn đọc là service, service area, service area, service area. Cách thứ hai các bạn nối chữ sờ với chữ air thành là service area, service area, service area. Nhưng mà mình vẫn thích cái cách đầu tiên hơn, mình vẫn thích tách từ nó ra hơn, nó nghe hay hơn các bạn ạ. Service area, service area. Người phục vụ thì các bạn nói là attendant, 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 attendant. Cách thứ hai các bạn đọc không có âm t cuối, các bạn đọc là attendant, attendant. Cách thứ ba các bạn đọc là attendant, attendant. Và một số cách khác, ví dụ
attendant hoặc là attendant. Nó có nhiều cách mà quên 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 đó thì nó cũng thế thôi các bạn ạ. Ý mình là cái cách nào thì nó cũng có cái âm chung này là attend hay là don't. Thì các bạn cứ đọc nó kiểu kiểu như vậy. Chứ nó không nhất thiết nó phải là một kiểu nào, nó kiểu giống nhau là được. Các bạn cứ đọc là attendant, attendant. Bơm hơi thì các bạn đọc là air pump, air pump, air pump. Bơm nhiên liệu thì các bạn đọc là gas pump, gas pump, gas pump. Xe chở khách thì các bạn đọc là passenger car, passenger car, passenger car. Chữ cuối cùng các bạn đọc là car, nó nghe hơi giống như âm o, nó một nửa là o một nửa là a, nó nằm giữa nhau đấy các bạn. Các bạn, nó không phải là kha hẳn mà nó là cũng không phải là kho hẳn mà nó nằm giữa thôi. Các bạn nghe mình, passenger car, passenger car. Cái cách thứ hai các bạn đọc là kha cũng được, các bạn đọc là passenger car, passenger car. Nhà trên xe thì các bạn đọc là camper, camper, camper. Cách thứ hai các bạn đọc âm e, camper, camper. Mà mình thích cách đầu tiên hơn và mình cảm thấy nó cũng đúng hơn, camper, camper. Xe thể thao thì các bạn đọc là sports car, sports car, sports car. Giải phân cách giữa đường thì các bạn đọc là center divider, center divider, center divider, center divider. Xe mô tô thì các bạn đọc là motorcycle, motorcycle, motorcycle. Cách thứ hai các bạn đọc là motorcycle, motorcycle. Cách thứ ba các bạn đọc là motorcycle, motorcycle. Cách thứ tư các bạn lên giọng cái chỗ sai này, motorcycle, motorcycle. Xe buýt, xe buýt thì các bạn đọc là bus, bus, bus. Cách thứ hai nó không chính xác bằng, các bạn nói là bus, bus. Lối vào đoạn đường nối thì các bạn đọc là entrance ramp, entrance ramp, entrance ramp. Cách thứ hai các bạn đọc là entrance ramp, entrance ramp. Lề đường, lề đường thì cái từ này nó giống như từ vai các bạn, đọc là shoulder, shoulder, shoulder. Biển báo hiệu đường thì đọc là road, road sign, road sign, road sign, road sign. Biển báo lối ra thì đọc là exit sign, exit sign. Các bạn nhớ là ex sau đến sign, exit sign, exit sign. Xe tải hay là toa chở hàng thì đọc là truck, truck, truck. Cách thứ hai đọc là truck, truck. Xe tải khác thì các bạn đọc là van, van. Cách thứ hai nó bớt chính xác hơn, đọc là van, van. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.